bệnh lý đau nhức xương khớp ở người trẻ tuổi. Đau nhức xương khớp ở người trẻ ngày càng gia tăng thì đây là có thể là một trong những cái dấu hiệu cảnh báo cho nhiều các bệnh lý nguy hiểm khác. Chúng ta bị thoái hóa khớp này, bị loãng xương này, và vậy là bị viêm khớp dạng thấp này. Và nếu như mà không được điều trị kịp thời thì bệnh lý nó có thể gây ảnh hưởng đến cái việc là sinh hoạt của chúng ta hàng ngày luôn. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết triệu chứng đau nhức ha? Tùy theo từng nguyên nhân và từng cái bệnh lý và cái mức độ mà mình đau nhức xương khớp khác nhau. Và nhìn chung hầu hết những cái người bị đau nhức xương khớp đều xuất hiện những cái triệu chứng sau. Thứ nhất đó là gì ạ? Đau và nhức, đặc biệt là khi mà cử động. Thứ hai là gì ạ? Đau sau khi mà chúng ta vận động quá mức. Và khi mà mình sờ vào những cái vị trí mà bị đau nhức đó thì mình cảm thấy hơi cứng và nó sưng tấy. Và tiếp theo nữa là gì? Cái khả năng vận động á, nó cũng sẽ gì? Nó cũng sẽ giảm khả năng vận động. Những cái nguyên nhân nào nó gây ra cái tình trạng mà đau nhức xương khớp ở người trẻ? Đau nhức xương khớp là một cái tình trạng phổ biến ở những người từ trung niên. Tuy nhiên, trong những cái năm gần đây á, thì cái số lượng mà người trẻ xuất hiện những cái triệu chứng đau nhức xương khớp á, ngày càng gia tăng nhiều. Và cái điều này nó cũng có thể là nó xuất phát do cái lối sống, do cái tính chất công việc của chúng ta, cụ thể là gì? Thừa cân và béo phì. Thì khi mà mình có những cái cân nặng này và như vậy mình quá tải này thì các cái vấn đề về xương khớp nó là một trong những cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Cái mức độ cân nặng của chúng ta nó quá mức thì nó có thể gây lên áp lực các cái khớp của chúng ta, đặc biệt là gì? Ở những cái khớp gối này, hay tiếp theo là gì? Những cái khớp hông này, và gì? Những cái khớp cột sống cổ, hoặc là cái đốt sống, hoặc là cái cột sống của chúng ta. Thì điều này nó cũng khiến cho những người mà bị thừa cân, những người thừa cân này, những người béo phì này là một cái nhóm đối tượng rất là dễ bị đau nhức xương khớp. Thứ hai, lối sống ít vận động. Do cái tính chất công việc phải ngồi hàng ngày hàng giờ nhiều trên máy tính, đúng không? Và ngày càng nhiều thì người mà ít có thời gian vận động hay là gì, tập thể dục thể thao, thì cái điều này nó khiến cho gân cơ này, dây chằng của chúng ta cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Từ đó nó cũng sẽ khiến cho cái vị trí xương khớp dễ bị sai lệch hơn. Và đây được xem là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra cái tình trạng đau nhức xương khớp ở người trẻ tuổi. Theo nữa là gì ạ? Tập luyện và vận động quá mức. Và trái ngược với những cái nguyên nhân trên thì cái tính chất công việc của một cái số người đó sẽ vận động nhiều, và khi vận động nhiều như vậy thì cái tính chất công việc nó cũng sẽ thay đổi, thậm chí với cái cường độ cao. Và đối với những cái đối tượng này thường là huấn luyện viên phòng gym nè, hoặc là dạy vận động viên nè, hoặc là những người mà làm những cái công việc lao động chân tay thường xuyên, khuân vác, bê vác, làm việc những cái việc nặng thường xuyên á, thì ngay trong cái lúc này các cái cơ khớp của chúng ta nó luôn trong cái tình trạng là nó chịu lực quá tải, thì nó rất dễ bị gặp phải cái tình trạng là chúng ta bị đau nhức. Và ngoài ra cái việc mà nó lặp đi lặp lại, nó cũng là một trong những cái động tác tại cái khớp của chúng ta, nó cũng sẽ gì, rất là dễ gây ra những cái nguy cơ dẫn tới cái ảnh hưởng tới cái dây chằng, nó làm mòn cái bề mặt ngay cái lớp sụn của chúng ta. Từ đó nó cũng càng đẩy nhanh cái quá trình mà thoái hóa khớp ở cái sụn khớp của chúng ta. Tiếp theo là gì? Cái yếu tố di truyền. Là một cái số mà người mà có bẩm sinh á, thì một trong những cái gen này nè, nó chịu trách nhiệm nó tạo ra cái sụn của chúng ta, và cái điều này nó khiến cho độc tố thoái hóa khớp của họ nó cũng nhanh hơn cái bình thường. Và cô bác anh chị cũng có thể dễ dàng nhận biết được cái điều này nếu như mà người thân trong gia đình của cô bác anh chị á, bố mẹ này hoặc là anh chị em bị thoái hóa khớp ngay cả khi mà nó còn trẻ. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Những người mà từng bị chấn thương trong có quá khứ, nếu như mà mình đã từng bị tai nạn này, hoặc là mình bị chấn thương này do mình chơi thể thao này trong quá khứ của chúng ta, hoặc là cô bác anh chị cũng gì có nguy cơ bị viêm khớp rất là cao. Ví dụ như là gì, nếu như mà mình bị tổn thương á, đầu gối này do chúng ta bị ngã xe nè, hoặc là cô bác anh chị cũng có thể là có nguy cơ cao bị thoái hóa cái khớp gối. Vì thế những cái cơn đau nhức xương khớp mà cô bác anh chị thường gặp hiện tại nó cũng có thể là một cái hệ quả của cái tai nạn hoặc là gì của cái chấn thương trước đó.